Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với Alpha Computer. Thông thường khi nhắc tới màn hình ultra wide, tức là màn hình có tỷ lệ 219, các bạn sẽ nghĩ tới ngay những cái mẫu màn hình rất phù hợp để xem những bộ phim cinematic, bởi vì là dài về hai bên sẽ không có viền đen ở trên dưới. Thế nhưng chúng ta hãy nghĩ tới một vấn đề khía cạnh khác đi, khía cạnh liên quan tới chơi game. Chơi game thì mình thấy đa số các bạn lựa chọn mẫu màn hình 16:9 bởi vì mức giá của những mẫu màn hình đấy tương đối là ưu đãi. Còn đối với những mẫu màn hình 21:9 không phải là mức giá kiểu quá cao, mà là cái mức giá đấy mà các bạn hay lựa chọn màn hình 16:9 để đánh đổi lại một chút, đó chính là tần số quét màn hình cao. Thì ở đây mình đang có mẫu màn hình có giá chỉ khoảng 6,8 triệu thôi, các bạn sẽ có được mẫu màn hình gọi là cực kỳ tốt dành cho nhu cầu gaming. Thì mình sẽ đi trước đến cái phần màn hình, thông số màn hình đi. Ở đây là mẫu màn hình cong, không biết thì nhìn thẳng qua đây các bạn có nhìn được không, nhưng đây là mẫu màn hình cong thì độ cong của màn hình này sẽ rơi vào khoảng 1800R. Đây là kích thước 30 inch. Ở đằng sau lưng mình đang còn mẫu màn hình 21:9, tức là màn hình ultra wide nhưng 29 inch thôi, soi 30 inch, thì mình thấy cảm giác kiểu 30 inch nó to hơn hẳn luôn. Thì tấm nền được sử dụng đó chính là tấm nền VR. Đầu tiên thì khi nhìn sơ qua một chút thì mình tưởng đây là tấm nền IPS, bởi vì cái góc nhìn sẽ là gần như là tuyệt đối, bởi vì cũng hơi cong nhẹ một chút mà. Thế nên khi mà mình ngồi ở góc đây thì không có hiện tượng bị nhòe đi các cái phần logo. Ở đây mình vẫn nhìn được các logo win và các cái biểu tượng icon bên dưới, và không có hiện tượng bị mờ đi. Cái thứ duy nhất mà mình có thể nhận ra được và mình nhìn nhận đây là tấm nền VR, đó chính là về phần màu sắc. Màu sắc của tấm nền VR sẽ nhạt hơn rất nhiều khi so với màn hình IPS thông thường, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ tuyệt vời hơn những tấm màn TN. Thì nếu như bạn nào mà sử dụng cái mẫu màn hình này để chơi game thì cái màu nhạt này sẽ không ảnh hưởng nhiều, bởi vì khi ấy những cái khoảng tối ở trong cái game bạn chơi nó sáng hơn một chút. Còn đối với những bạn nào mà thích cái màu sắc nó đậm đà một chút thì có thể thử qua những setting màu có sẵn, thì các bạn lựa chọn của bạn thôi. Mình thì mình hay để chế độ standard nhạt cũng được, nhưng đó là thiết lập mặc định để mình có thể sử dụng hầu hết các tác vụ thông thường. Và tấm nền của màn hình này là một tấm nền VR, thế nên cái độ trễ của tần số quét có thể đạt được là vô cùng cao. Với khoảng gần 7 triệu đồng các bạn sẽ có mẫu màn hình gần 200Hz ultra wide, và để đạt được tần số quét 200Hz đấy, dĩ nhiên cái bộ PC các bạn sử dụng cũng phải đủ mạnh để có thể gánh được cái mẫu màn hình này. Màn hình này thì có cái độ phân giải thú vị lắm, đó là 2560x1080. Nếu như bạn nào mà sử dụng cái mẫu điện thoại hay xem review điện thoại nhiều thì hay gọi cái kích thước này gọi là Full HD Plus thì hoàn toàn ổn. Còn nếu mà thuật ngữ đúng ra thì một số cái trong ngành có thể gọi là 2K. Nói chung là tùy cách gọi mỗi người và tùy cách định nghĩa của mỗi người thôi. Và với một kích thước này 30 inch và độ phân giải gọi là Full HD Plus thì màn hình khi các bạn nhìn gần vào thì sẽ hơi rỗ một chút. Tuy nhiên đây là một mẫu màn hình gaming, thế nên nếu mà nhìn hơi rỗ cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Và một điều nữa mình nhắc tới trước, đó chính là về tần số quét 200Hz. Để đạt được tần số quét 200Hz, các bạn bắt buộc phải sử dụng một cổng DisplayPort đằng sau. Cổng kết nối thì đầy đủ lắm. Chúng ta sẽ có DisplayPort để có thể xuất được lên tận 200Hz và 3 cổng HDMI. Mình thực sự là mình cũng kiểu hơi băn khoăn một chút khi mà hãng đã trang bị tận tới 3 cổng HDMI. Thì đối với 3 cổng HDMI này, khi các bạn cắm vào thì chỉ xuất được tối đa là 165Hz mà thôi. Đây là điều các bạn cân nhắc sau khi mua về để sử dụng. Không ông nào mua về cắm HDMI thôi, đi vào setting còn thấy 165Hz, chẳng lẽ hãng đưa ra là lừa. Chẳng qua là nếu mà muốn lên được tần số quét cao thì DisplayPort sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Và cái mẫu màn hình này cũng có loa nữa, loa thì đặt hẳn ở sau lưng. Nói chung là loa có chất lượng tương đối thôi, nói chung là chỉ ổn để cho các bạn gọi là chơi các tựa game đơn giản nhẹ nhàng như kiểu game mobile như Liên Minh Huyền Thoại. Còn đối với những bạn nào mà chơi các tựa game FPS cần nghe tiếng bước chân thì các bạn cần phải đeo tai nghe cho phù hợp. Và sau màn hình cũng hỗ trợ một jack audio nữa để các bạn có thể cắm vào cho nó phù hợp. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái phần thiết kế. Thì thông thường thì những cái mẫu màn hình tới từ những người anh em hàng xóm láng giềng thì anh em thường hay gọi là quan ngại một chút về phần thiết kế. Thì ở phần trên đấy, đây sẽ xếp theo thành hình chữ V. Ở giữa chúng ta sẽ có 3 chân trụ và đây là cái mẫu màn hình này. Cái độ vững của mẫu màn hình này mình phải khẳng định các bạn là có vững, thế nhưng nó chỉ vững khi các bạn đặt thẳng lên bàn thôi. Và các bạn chú ý không để những cái thứ linh tinh đằng sau để gây đổ màn hình, bởi vì là mặc dù khi mà theo trọng tâm đặt thẳng xuống thì mẫu màn hình này có vững, nhưng chỉ cần hơi tác động nhẹ một chút lực thôi là màn hình này đã ngả về đằng trước rồi. Thế nên nếu như bạn mà để trên cái kệ giá có nhiều đồ chẳng may rơi vào mà đổ màn hình xuống thì đấy là điều mà chúng ta nên tránh. Và cái thiết kế của chân đế này là chân đế làm từ kim loại, không phải nhựa đâu, kim loại đấy, thuật kim loại luôn. Và chúng ta sẽ có một số những cái gọi là đường nét thiết kế gọi là đắp thêm vào.
Ở đây là hai miếng kim loại đắp vào nhau, kim loại này, kim loại này màu đỏ để tạo cái tính gaming đen đỏ mà. Sau lưng chúng ta sẽ có hai phần led, led thì không phải led RGB, chỉ đơn thuần là led đỏ thôi, bởi vì là đằng sau lưng mà kiểu để led RGB thì nhìn chơi game kiểu hơi bị sập sình giống kiểu ở trên ba đúng không? Thì cái để led sau lưng thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, ba lựa chọn chứ. Lựa chọn đầu tiên là tắt luôn, lựa chọn thứ hai là luôn luôn sáng, và lựa chọn thứ ba sẽ là sập sình, tức là lúc sáng lúc tắt, lúc sáng lúc tắt đấy. Và dĩ nhiên chúng ta không thể thiếu được một số công nghệ gọi là gần như cái mẫu màn hình nào cũng phải để trang bị phù hợp với nhu cầu gaming. Đó chính là lọc ánh sáng xanh để giúp cho các bạn chơi game ở trong bóng tối này, hoặc chơi game thông thường mắt sẽ đỡ bị mỏi hơn. Và AMD FreeSync, thì đối với AMD FreeSync thì mình khuyên các bạn nếu muốn tận dụng cái tính năng đồng bộ màn hình để chống bị xé hình, mà thật ra chẳng hạn cũng khó bị xé hình lắm, nhưng mà thôi cẩn thận thì vẫn hơn, các bạn nên lựa chọn những bộ PC sử dụng cả đồ họa AMD để có thể tận dụng được toàn bộ cái tính năng của mẫu màn hình này. Và với mức giá rơi khoảng chừng 6,8 triệu, các bạn sẽ có được mẫu màn hình ultra wide với độ phân giải là 2560x1080, một tần số quét rất cao, có thể đạt được lên tận 200 Hz. Vậy thì các bạn có bỏ tiền ra để mua cái mẫu màn hình này không? Đừng quên để lại ý kiến là ngay dưới mục bình luận của video để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.